nay là mùng 10 tháng 10 2020 thì tôi chia tay một bệnh nhân rất là ấn tượng. Bệnh nhân này thì thoát vị cái đệm xương cổ. Trước nay thì tôi cũng cứu giúp được nhiều người lắm nhưng tôi không quay lại được, thực sự rất là bận. Bây giờ gần 1 giờ trưa rồi đấy, thì cũng hết bệnh nhân rồi thì tôi tranh thủ là vừa cái dịp là chia tay bệnh nhân, vừa là cái giải một tí thì được cái gì bệnh nhân xong là thứ ba thứ bốn cái gì bệnh nhân là ok rồi. Lần này là thứ năm thứ bảy tôi chia tay. Thực sự là tôi rất là phục là cái ông bà rất là chuẩn. Bà thì ngay Đông Anh thôi, đi thì bà vợ và đi đâu bà đi theo, rất là tình cảm. Thì chúng ta sẽ giao lưu bệnh nhân chút. Chú bị này lâu chưa? Ban đầu nó đau như thế nào? Ban đầu nó đau thì đầu tiên nó tê rồi nó nhức, nó đau nó nhức cồn lên ạ. Nó đau kiểu như đau trong xương tủy ạ, đau nhức, đau cồn, đau cơn, đau dai luôn, nên hành cho là đúng cả tháng rồi có ngủ nó không nằm được, không nằm được, chỉ có dựa buồn ngủ quá cứ tầm 4 5 giờ chỉ có dựa tường kéo chăn lên đấy mà nó nhức. Nhức từ đầu đầu đến đâu? Từ cổ mà kéo chạy dọc xuống đến nửa xuống lưng bên cánh tay, cánh tư này, cánh tay này là nó nhức, nó hành ác nhất đấy, nó nhức nó chạy vào cánh tay này là nhiều nhất sao để ý thấy cơ nó có teo không? đấy đấy lúc đấy lên đây rồi lại nó héo đấy, kiểu nó nhão cái nhà tôi cầm tay nó bảo đây nâng cử động khó, cái tay này thì nó còn chắc, cái tay này nó trùng ra rồi nó héo lên 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 đấy để cả Có đi xe máy đâu mà. Bảo bác sĩ kiểm tra xong bảo đấy cái tay của bác này bắt đầu teo rồi đây, mà thế này mà gặp đây thế là may rồi, có duyên rồi đây. Thế mà nghe câu vui sướng bảo không hiểu chữa được nhiều người gặp trường hợp như của tôi chưa, mà thấy bác sĩ lại đọc cái câu như thế tôi bảo thế yên tâm rồi, chắc là gặp được người đã trải qua đã chữa được khỏi rồi, nên bác sĩ mới đọc. Sao ông bà biết ở đây? Đấy. À, ông Yến Sâm à? Đấy ông bà Sâm đồng mũ đấy. Ông mới đưa lên đấy. Ở đây cũng thăm hỏi nhau sau nói chuyện ở xa gần thì đấy thì bắt đưa đầu lên mới bảo đường điện á, tức là ông đưa dẫn đường lên thì đường. Bảo đưa lên đây vì để hiện giờ ông ấy đang trong vì bởi là tôi chữa ở Sóc Sơn á, thì tôi đã cũng kiểu như là lúc đấy thì tôi chữa Sóc Sơn nhưng mà tôi cũng giấu vợ con tôi chỉ bảo là không muốn, tức là nó kiểu như là cái mức độ của mình thì để mình tự thẩm định, mình tự tìm hiểu, nên tôi cũng ra chỗ số 7 tôi đến thắng chủ ca lớp á, thì nó cũng bảo là nó cũng khuyên chữa Trung Nam. Mấy lúc vào thằng 108 hay chụp dịch vụ đấy thì nó cũng bảo là đấy, nhưng thuốc thuốc tây ở 108 nó bảo là uống thuốc trong 12 tuần uống mà không đỡ như hiểu nó bảo đấy, thì là mổ thì cũng hỏi người ta cũng bảo là 50-50 thôi đấy. Đấy là cứ ở 108 thì nó cũng đặt thẳng bác sĩ về thuốc tây nó bảo thế, mà ở đấy đến lúc đi kiểm tra lại thì giai đoạn đấy không ăn được là tại sao, bảo người khó chịu gì dạ dày đấy, nên lên đây thì chú văn mạnh cũng bảo đấy dạ dày bắt đầu viêm rồi nhá, thận này đang 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 suy suy kém nhá, cái uống kháng sinh cái thuốc tây nó lại hai cái nó ảnh hưởng như thế, mà mình thì năm trước lại bị dạ dày vừa mới lại hàn xong thế, bảo đến lúc lại bị cái xương khớp này nên thành ra nó oai oăm. Bây giờ có sướng không? Hỏi thật bây giờ có sướng không? Đấy cảm thấy lại đi làm rồi đấy, đồng đội lại gặp lại đang đang bảo sướng quá rồi, hôm nào đi uống rượu bữa đi. Hôm nay đây đâu có đi được đâu thằng bà này. Đi rõ ràng đau quá. Cái đoạn này đi thì vẫn đấy, đi cái này rồi nó căng nó tức. Chúc mừng ông bà rất là nhiều. Đấy, nhưng mà mày khỏe nhá, xòa tay ông cái nào. Vâng, cũng cảm ơn giáo sư bác sĩ và tập thể của cơ sở Đông y Hương Nghi học nhà mình, nói chung là cũng thành đạt trong cuộc sống mà giúp được người thì thế là mà mang lại nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười là đấy hạnh phúc nhất. Ông khỏe nhưng bà lại vui đấy. Cố gắng lên bà nha, bà có sướng là trong hồi thật bà có sướng không? Bà thấy vẫn sướng quá, vẫn khỏi quá. Thế bây giờ đi mà nó có niềm vui thì ai trả đấy. Bây giờ mới đi chữa bệnh mà lại cứ kém đi. Nhà mình ở đâu? Nhà là ở trên Sóc Sơn. Cái nào trên? Phú Đỗ. Phú Đỗ. Trên cái đường 3 đấy. Các bà nghỉ đi nhá.